Thực hiện công tác triển khai phòng chống bệnh dịch COVID-19, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã hoàn thành việc nâng cấp, hoàn thiện các tiêu chuẩn của khoa miễn dịch di truyền phân tử, đủ điều kiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM tiến hành thẩm định và nhất trí đề xuất Bộ Y tế cấp phép cho Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đủ điều kiện về an toàn sinh học, trang thiết bị, cơ sở vật chất và con người để thực hiện xét nghiệm chẩn đoán COVID-19. Cùng với việc nâng cấp hệ thống thiết bị, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cũng bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, y bác sĩ khoa sinh học phân tử quy trình xét nghiệm chẩn đoán, bảo đảm có thể thực hiện xét nghiệm chẩn đoán trên 200 mẫu bệnh phẩm một ngày.